Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục cập nhật về tình hình của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay thì việc báo chí thì cũng đồng loạt đưa tin là mở rộng vụ án Nguyễn Phương Hằng phân loại có dấu hiệu hình sự sẽ bị khởi tố. Bên cạnh đó thì cũng liên quan đến một kênh YouTube hiện nay công an cũng đã mời làm việc, đó là kênh Lang Thang Đường Phố, đã bị ca sĩ Vy Oanh tố cáo kênh này và nhiều người khác làm nhục và có những lời lẽ khiếm nhã đối với ca sĩ Vy Oanh trong thời gian vừa qua. Việc khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng có liên quan đến tố cáo của ca sĩ Vy Oanh. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết sau đây. Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với nhiều người liên quan đến buổi livestream vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Phương Hằng, phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm nay là ngày 28 tháng 3, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho hay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triệu tập làm việc với những YouTuber, khách mời, những người tiếp xúc với bị can Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream vu khống, xúc phạm những người khác. Theo đó, qua phân loại, nếu cá nhân nào có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để khởi tố. Như báo Thanh Niên đã phản ánh, chiều ngày 24 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hiện nay thì trong quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác định được nhiều người giúp sức hỗ trợ bị can Nguyễn Phương Hằng trong việc lên kịch bản, chuẩn bị nội dung và quản trị 12 kênh trên mạng xã hội như là YouTube, Facebook, TikTok để chuẩn bị trang thiết bị, kỹ thuật v.v. cho bị can này trong các lần livestream vu khống xúc phạm đến đời tư cá nhân của nhiều người nghệ sĩ. Bên cạnh đó, những người làm và đăng các YouTube khách mời được bị can Nguyễn Phương Hằng mời đến tham gia chia sẻ, phát tán nội dung trong các buổi livestream cũng xác định có liên quan góp sức cho bị can. Những người này cũng có thực hiện hành vi vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi mà đã xem xét tội đến đâu thì sẽ xử lý đến đó. Việc khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến tố cáo của ca sĩ Vy Oanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố hình sự, quyết định khởi tố bị can vào ngày 24 tháng 3 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng liên quan đến tố cáo của ca sĩ Vy Oanh. Sáng ngày 27 tháng 3, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để nhận văn bản thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của nữ ca sĩ đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trước đó thì ngày 25 tháng 10 năm 2021, ca sĩ Vy Oanh tố giác tội phạm, tố cáo bà Hằng lợi dụng mạng xã hội, nhiều lần tổ chức livestream phát trực tiếp để thực hiện các hành vi vu khống, làm nhục nữ ca sĩ, cũng như là lợi dụng các quyền tự do xâm phạm lợi ích của nữ ca sĩ này. Trong đơn tố cáo, ca sĩ Vy Oanh trình bày, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 9 tháng 10, trong các buổi livestream, bà Hằng sử dụng ngôn từ phản cảm.
giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọa, vu khống, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh, v.v. Quá trình xử lý, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ việc tố cáo của ca sĩ Vy Oanh do hết thời hạn. Đồng thời, vụ việc sẽ tiếp tục xác minh nếu có cơ sở phục hồi, giải quyết tố cáo, tình báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Sau khi phục hồi điều tra, trên cơ sở đơn tố cáo của Vy Oanh chiều ngày 24 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Vụ án vẫn đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, xác minh mở rộng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày tháng 3 năm 2021 tới nay, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản trên mạng xã hội như là YouTube, Facebook, TikTok để phát ngôn trực tiếp thông qua mạng Internet. Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã đưa các thông tin chưa được kiểm chứng làm xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Đồng thời, bà Hằng cũng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tiểu để phát ngôn, cổ xí văn hóa, chửi trên không gian mạng, làm ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa dân tộc và gây bất bình trong quần chúng nhân dân trong suốt cái thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì công an làm việc với người kêu gọi biểu tình ủng hộ danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Ngày 27 tháng 3, công an tỉnh Bình Dương cho biết đã mời một TikToker lên làm việc, làm rõ động cơ mục đích đăng đoạn video kêu gọi biểu tình trước khu du lịch Đại Nam nhằm ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Theo công an tỉnh Bình Dương, trưa ngày 26 tháng 3 thì anh Lê Văn Phụng, 32 tuổi, ngụ tại Bình Dương, đã đăng tải một đoạn video kêu gọi biểu tình lúc 7 giờ ngày 27 tháng 3 tại cổng khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Làm việc với công an, Phụng khai nhận ngày 26 tháng 3 đã đăng tải một đoạn video kêu gọi biểu tình trước cổng khu du lịch Đại Nam, mục đích để câu like. Sau khi làm việc với công an thì Phụng đã gỡ bỏ cái đoạn video trên TikTok này. Được biết, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì khu du lịch Đại Nam vẫn mở cửa đón khách bình thường từ ngày 18 tháng 3, nhưng khá vắng đến khách tham quan. Hiện tại thì điều hành mọi hoạt động của công ty Đại Nam ở Bình Dương, trong đó có khu du lịch Đại Nam, là do ông Quỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị, chồng của bà Hằng, quản lý. Bên cạnh đó thì nội dung đơn của ca sĩ Vy Oanh tố cáo chủ kênh lang thang đường phố. Ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo chủ kênh lang thang đường phố đã quay và phát 19 video nội dung vu khống, bôi nhọ và xúc phạm danh dự nhân phẩm. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ cho biết đã lấy lời khai bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, liên quan đến các đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, Bùi Thanh Quỳnh Như sinh năm 1992, ngụ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bà Bùi Thanh Quỳnh Như là chủ kênh lang thang đường phố đã phát 19 video trên nền tảng YouTube. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận ca sĩ Vy Oanh nộp đơn tố cáo chủ kênh này vào cuối tháng 9 năm 2021. Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh trình bày, thời gian vừa qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến hiện tượng của danh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook, đăng tin bịa đặt, vu khống, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ trong và ngoài nước. Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng ngôn ngữ phản cảm, lăng mạ, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh và chồng của cô. Có rất nhiều người xem ủng hộ tán thành những phát ngôn của bà Hằng xúc phạm ca sĩ Vy Oanh, hùa theo chửi bới, quy kết, bình luận miệt thị, đến mức cực đoan. Có trường hợp còn nhắn tin gọi điện thoại đe dọa vũ lực. Bên cạnh đó, sau khi vụ việc bà Hằng miệt thị xúc phạm cô tràn lan trên mạng xã hội, thì xuất hiện một người Hoa hậu Thu Hoài, sinh năm 1976, ngụ quận Nhất, cũng đã lên mạng xã hội phát video livestream nói xấu, bôi nhọ hình ảnh, xúc phạm danh dự ca sĩ Vy Oanh. Nhiều trang Facebook, kênh YouTube lợi dụng những phát ngôn của bà Hằng, Hoa hậu Thu Hoài, bôi nhọ, xúc phạm
để phát tán video, ghi hình nói xấu, làm nhục. Trong đó, các kênh YouTube có được gọi là lang thang đường phố với hơn 316.000 người đăng ký theo dõi đã đăng rất nhiều video đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự của ca sĩ Vy Oanh. Trong các video do kênh này phát, có người phụ nữ tên là Quỳnh Như cùng người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, đồng thời phát ngôn xúc phạm danh dự nhân phẩm đến ca sĩ Vy Oanh. Ca sĩ Vy Oanh cũng đã liệt kê tổng cộng là 19 cái video, nội dung các video này đã gửi đến công an thành phố Hồ Chí Minh. Cuối đơn thì ca sĩ Vy Oanh cho biết đến nay, mỗi ngày kênh lang thang đường phố có thêm hàng nghìn lượt đăng ký theo dõi, xem những video của bà Quỳnh Như phát ngôn về Vy Oanh cùng với những lời bình luận, chửi rủa, xúc phạm. Nữ ca sĩ và gia đình không có dấu hiệu dừng lại. Ca sĩ Vy Oanh cũng trình bày đề nghị công an xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ kênh lang thang đường phố. Và hiện tại thì nhiều người rất là quan tâm tới việc các YouTuber quay clip của bà Nguyễn Phương Hằng có bị xử lý hình sự hay không. Các nhóm YouTuber, Facebooker thường xuyên quay clip phát sóng trực tiếp các buổi livestream của bà Phương Hằng đã góp phần làm nóng xã hội trong suốt thời gian dài. Liên quan đến việc khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mở rộng điều tra những người liên quan trực tiếp và tiếp tay cho bà Hằng thực hiện các nội dung lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích cá nhân. Trong số này, bên cạnh những người cung cấp hồ sơ, tài liệu, đạo diễn, biên soạn kịch bản cho bà Hằng lên sóng, thì Công an thành phố Hồ Chí Minh còn làm rõ vai trò của nhóm YouTuber thường xuyên đi theo bà Hằng quay video phát trên YouTube, Facebook, TikTok và các nền tảng xã hội. Phải nói rằng, đội ngũ YouTuber, Facebooker đã góp phần đáng kể để các buổi livestream của bà Phương Hằng làm nóng trong mạng xã hội trong thời gian qua cũng như là lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Việc xem xét mức độ hành vi của nhóm người này có đồng phạm với bà Hằng hay không là điều cần thiết. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì đồng phạm là trường hợp hai người trở lên cùng thực hiện tội phạm, có thể bao gồm người tổ chức, người thực hiện, người xúi dục, người giúp sức. Đối với hành vi của bà Hằng, bước đầu cơ quan xác định là này đã sử dụng 12 kênh YouTube, 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, cùng với đó là nhiều người, đội ngũ kỹ thuật tham gia giúp sức cho bà Hằng. Cơ quan điều tra có thể triệu tập những người liên quan nhằm xác định rõ vai trò, mục đích cũng như là tính chất hành vi của những người này tương quan với hành vi vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng. Khoa học pháp lý phân chia đồng phạm thành hai loại, đó là đồng phạm giản đơn và đồng phạm có tổ chức. Đồng phạm có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự kết cấu chặt chẽ giữa người cùng thực hiện tội phạm. Trong nhóm đồng phạm sẽ có nhiều người vai trò tổ chức xúi dục, giúp sức hoặc là một số người là người thực hiện. Còn đối với đồng phạm giản đơn thì không có sự bàn bạc, thâm mưu trước hoặc là về việc mà phạm tội. Như vậy, đối vụ án của bà Hằng thì có thể phân ra chia hai nhóm đối tượng. Nhóm đồng phạm có tổ chức là những người hỗ trợ kỹ thuật vận hành các kênh mạng xã hội, hỗ trợ đăng tải các video, buổi livestream của bà Hằng, người thu thập thông tin, người tham gia trao đổi, phát ngôn trong các buổi phát sóng của bà Hằng. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi có thể xác định vai trò xúi dục, người giúp sức. Ngoài ra, quá trình điều tra có thể làm rõ có hay không những người đứng sau điều khiển giật dây các hành vi của bà Hằng và nhóm người liên quan thì người đó có thể bị truy cứu với vai trò là người tổ chức. Còn nhóm người đồng phạm giản đơn là người thường xuyên lấy video phát ngôn của bà Hằng đăng tải lại, dẫn lại trên mạng xã hội của mình, YouTube cũng như là Facebook, kèm theo lời bình luận, phân tích, mang tính cổ xí, cổ vũ cho các hành vi của bà Hằng. Mặc dù không có sự trao đổi thống nhất về ý chí hay là yêu cầu từ bà Hằng, nhưng hành vi của những người giúp sức này lan truyền và phổ biến các nội dung xấu
nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Theo đó, cũng có thể bị xử lý với vai trò đồng phạm với hành vi của bà Hằng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Kính mong tất cả quý vị khán giả hãy tiếp tục đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những câu chuyện, tin tức hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chúc tất cả quý vị khán giả một buổi tối bình yên, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.